là ôi dạ. Nè bà Đoàn nè, ôi giời ơi. Rồi. Rồi, đổi giấy, đổi đi. Rõ em luôn. Thấy thấy. Hoặc anh. Kéo kéo.
cái sờ nước đó. Phải khi đất ở dưới này anh cho con hơi chưa? Chưa. Phải làm dài ấy nha. Phải làm lại mấy câu. Có cái cầu, cầu này nó đang cao rồi. Phải làm cao hơn nữa. Rồi bắt đầu thôi. Cái này menu à, stick ship à? Không. Stick ship là mới khoái, còn khoái bạo nữa. Kim tự động không, chứ không chủ mấy. Stick ship rồi. Đây. Này là view nhà tôi đó. Phải. Cái xe này, cái xe Toyota á, Supra đời 1985. Bây giờ đi tìm qua không có được. Có nhiều anh ơi. 85. Có nó rình. Nghe từ đầu nó chạy. Để mới nó mới mua đây mà mấy số ba mấy cái số. Cái số. Phải đó. Đó. Bây giờ cái thời đại Thank you.
cá rồi có cá. Chỉ cần ít cá lê bộ. Đường đi nữa hả? Đi đây rồi. Đi ba bậc thang. Ba bậc thang. Rồi bắt điện, bắt đóm. Rồi tuần sau làm gì? Tuần sau đổ này rồi. À đổ hả? Đổ chung quanh những mẹ. À, như vậy mấy ngày thường là mấy người lên khung hả? Làm khung. Ngày mai làm khung, ơ là mốt làm khung, thứ hai làm khung nè. À, mốt thứ hai. Ừ. Rồi thứ bảy độ hả? Bảy độ. Có khi thứ sáu độ. Thứ bảy đi. Tại thứ bảy nó có nhiều người. Thứ sáu rồi mất công người ta đi làm về, người ta đi sớm. Bảy. Dài này đây, vô. Rồi. The women are doing all the work. Thầy Sáu đứng cười rồi. Bữa nay làm sếp mấy bà. Làm đàng hoàng nghe chưa? Làm tốt rồi. Làm mảnh vô đi còn coi xin làm mà lộn xộn là tối với ông này ốp. Em không có gì để lấy ốp em không biết.
Good day. Hey, how you doing? How you doing? How you? Yeah, how you doing? I'm doing good. Yeah. You guys have the women doing all the work. Yeah. The lady. I just told them. It was no good tonight, the husband lay off. I just told them like this. This is beautiful. He's the leader. Oh, are you really? Yeah. The best way. Okay. He's the conductor. What's his name? Long. Long. N-O-N-G. Long. N-L-O-N-G. Long. Yeah. Yep. So they help me for service. That will be great. Yeah. All right. Yeah. We do concrete around here. Quý. Quay phim nhỉ? Nếu mà làm hư cái này là không là nó bỏ vỏ luôn là không có thăng này là thăng thành lâu quá đầu thành lâu quá. Chỗ nào khó là phải quay. Chỗ này nó là quan trọng nè. Đó. Thank you.
được là về các ông lấy hót bữa nay, mà làm không được về các bà lấy hót. Cần ở trên nó đừng cho lem vào thôi nha. Còn dưới này không cần, dưới này không kéo ấy, kéo nhựa đẹp. Mấy bác có phủ cái đường đấy không để cắt không? Được cắt á. Ô vô hả? Bravo là xéo luôn đó. Hối lộ. Chưa làm đã say rồi còn đâu nữa. Ồ, mà cái này ông Long từ khi mà làm ở đây lên đô dữ nha. Dạ, lên đô dữ nha. Dạ, không? Hả? Dạ, mà còn mở ra đẩy vô á. Chưa đâu. Ông có nghe cái chuyện ba chữ L chưa? Chưa. Có cái ông đó, ông đi... Ông đang quay phim á. Ông tiếng không? Ông này ông mắc cỡ. Ông vô bác sĩ. Ông biết hai chữ. Tại vì hồi xưa Việt Nam mình cũng bác sĩ là một người hấp tiền ngồi gần đây mà. Ông biết hai chữ. Hai chữ eo. Bác sĩ còn quan trọng cái quen gối rồi, biết quỳ rồi. Ông này ông có quỳ hoài chứ ông dậm vỡ chứ. Quỳ hoài. Dậm mơ dậm biết chứ. Toàn đứng không có quỳ đâu. À. Xuống xong rồi mình lấy nước mình xịt
rồi khi nào xong thì nhìn thấy rất ok rồi mình mới cho cái lớp thứ hai thứ ba. Ít nhất là về sau đừng cãi có thêm. Lên đó. Em xin đứng đầu đình. Chúc xin chúc đứng đầu đình. Em xin em đứng đúng xin. Khen nè. Đúng không? Chỉ có tới đây là cái nhà hợp lý hợp tình nhất. Đúng. Mà được có nguyên biết mẹ nữa. Đúng. Vợ còn khen nữa. Còn khen nữa. Đúng rồi.
Vừa quét vừa hát đấy ông. Hát hết nổi rồi. Hết nổi không? Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời. Được, đẹp, đẹp anh. Làm vậy là mấy ngày nữa là sao là đẹp lắm á. Nó mất đi cái vết á. Nó mất chị. À hả. Những đường nó hô thiệt á. Thôi. Mùa làm thấp như vậy anh Thanh? Không, lên cao bây giờ. Vì thực ra nên những lúc mà tiếp tục sống nghèo khổ thì bán chè đó là tốt. Và lúc người ta có tiền bạc người ta được ra những cái thứ khác. Những hư. Cái hồi đó tôi mất ở bên đảo á, Gà Lăng á. Nó kêu Gà Lăng tình người. Mà bây giờ cái nhớ, sau nó đặt là Gà Lăng tình tù cũng nữa. Tại vì tới gặp nhau, thương yêu nhau nhưng rồi là tan hàng tại vì không gặp nhau nữa. Thì đi Úc này, đi Mỹ. Nhưng mà lúc đó mình mới thấy, ngay cả là lúc đó mới tới mười mấy tuổi thôi. Mà bây giờ vẫn nhớ là cái bây giờ gặp hai cạnh lính như nào đó. Là cái ở đó người ta nghèo á. Chứ là anh giàu anh nghèo gì á. Nên nghe nó có karaoke thì anh mới chạy ra mua gì. Coi gờ đâu anh, móc
không. Trồng cây là mấy thằng trẻ nó không chịu rút cây ra, mấy thằng già rút cây ra không hết thêm. Bỏ vô cái khó cho rút ra về. Sao không cho nó đeo bao tay vô? Đeo bao tay vô. Rồi chắc là mai lớp tiêu biểu luôn rồi. Đúng rồi, được về. Hôm nay weekend rồi, thôi về sớm nha. Rồi. Đây là còn bên đây nè.